Xin chào, rất vui đã được gặp lại tất cả các bạn cùng chương trình Lanpat phiên số thứ 2 của sàn MEX. Còn Lanpat nó là chương trình gì? Việc tham gia mua vé IEO trên sàn MEX nó có cơ hội ích tài sản như thế nào? Nếu bạn nào chưa xem những cái thông tin chi tiết về chương trình Lanpat số thứ nhất, mình đã có ít nhất là 2 video nói về chương trình Lanpat số thứ nhất với đồng token CBX đúng không ạ? Thì nếu ai mà chưa biết gì về cái đợt Lanpat số thứ nhất có thể xem lại video lên kênh chính của mình và lót qua một chút thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái video đó là CBX x31 lần giá IEO, số Lanpat đầu tiên trên sàn MEX. Các bạn cứ xem qua đi để hiểu rằng cái cơ hội khi mà chúng ta tham gia những cái event Lanpat trên sàn MEX này thì nó có cơ hội ích tài sản rất là cao. Và thông thường các cái dự án được new list trên sàn MEX và thông qua cái chương trình Lanpat này thường đều là những cái project, những cái dự án cực kỳ chất lượng. Và tất nhiên rồi, Lanpat số thứ 2 cũng không ngoại lệ. Đây là cái đồng token Gini. Do thời gian nó hạn hẹp cho nên là trong cái video đợt này mình sẽ không phân tích quá sâu cho anh em giống như đồng token CBX như đợt trước. Mà đồng Gini này nó là cái gì thì có lẽ là chỉ cần lướt qua cái link này thôi là các bạn cũng đã đọc sơ sơ, hiểu sơ sơ về cái dự án này rồi. Đây là một tựa game Play to Earn NFT, nằm trong hệ NFT và nó do Solana phát triển. Nó thuộc blockchain của Solana. Và hiện tại thì dự án này cũng đang được hỗ trợ của rất nhiều quỹ đầu tư. Và cái giá khởi điểm mà dự kiến bán IEO trong đợt Lanpat trên sàn MEX lần này, lần đầu tiên trên sàn MEX lần này thì nó khả năng là nó rơi vào khoảng độ 0.8 đô nhá. Ok, rồi sau đó là những cái thông tin dự án ở bên dưới đây, các bạn có thể đọc sơ qua nhé để hiểu về cái tiềm năng. Về cơ bản thì những cái dự án được list thông qua con đường Lanpat trên sàn MEX thì thông thường nó đã có một cái độ chất lượng rất là cao rồi. Ngoài ra thì với cái đội ngũ backer, tức là những cái quỹ đầu tư người ta hỗ trợ thì cũng khá là mạnh. Và cái NFTS và cái Solana thì trong thời gian qua trên các video mình đã nói rất nhiều rồi. Không, các bạn chắc là không lạ gì đến những cái hệ sinh thái kiểu như này nữa. Còn thông tin chi tiết về các cái dự án này, Gini này thì các bạn có thể xem chi tiết ở phía bên dưới từ các cái trang web chính thức này. Tổng cung của nó chỉ có 100 triệu token cho nên là giá khả năng sẽ là rất là cao. Những cái kênh truyền thông như là Twitter, Telegram, Discord, Reddit, Medium nó có đầy đủ hết. Và Wrapper này, Wrapper này thì các bạn có thể đọc được cái tiểu sử, cái hình thành cũng như là các cái con đường, những cái sự kiện chủ yếu ở trên cái game này. Các bạn thử vào đọc xem là cái định hướng đường đi và những cái lượt phân bổ token cũng như là tất liên quan đến cái cốt truyện của cái game nó có hấp dẫn hay không. Và nếu nó giải quyết được cái bài toán đó là thu hút người chơi và gây nghiện thì chắc chắn đồng token này nó sẽ phát triển được rất mạnh trong tương lai. Vì vấn đề thời gian nó hạn hẹp, mình không thể ngay lập tức mà mình ngồi mình bới giống như cái đồng CBX như đợt trước được. Cho nên hôm nay mình sẽ lướt qua như vậy thôi. Các bạn tự tìm hiểu thêm về cái đồng token Gini này. Tiếp theo mình sẽ nói sơ qua về cái chương trình Lanpat và cái cách để chúng ta có thể tham gia được cái chương trình này. Thay vì phải hold tối thiểu là 5.000 MX đồng token MX giống như phiên bản Lanpat số thứ nhất, thì cái đợt số thứ hai này sàn đã tiếp thu những cái ý kiến từ người dùng rất nhiều và chính thức mở cái chương trình đợt 2 này với điều kiện chỉ từ 100 đồng MX. Vâng, 100 đồng token MX thì nó chỉ đâu đó tương đương khoảng độ 200 đô hơn một chút thôi. Và cái điều kiện như thế này thì rất nhiều người có thể tham gia chương trình này được. Tuy nhiên thì thay vì như chương trình CBX ở số Lanpat thứ nhất yêu cầu từ 5.000 MX trở lên ít người tham gia, thì đợt đó là 100% những cái người tham gia đều trúng vé để mua IEO, đúng không ạ? Và đã x31 lần, còn ai bán mà bán chậm một chút thì cũng có thể là x20 lần là chuyện bình thường. Còn cái đợt này, đợt số thứ hai của Lanpat của trên sàn MEX ấy, các bạn biết rồi, cái lưu lượng token MX bắt buộc phải hold tối thiểu chỉ từ 100 MX trở lên. Thì chính vì cái vấn đề này nhiều người sẽ tham gia được hơn, và đã nhiều người tham gia được thì về cái cơ chế nó cũng sẽ có đôi phần thay đổi. Và mình nghĩ là không phải ai cũng có thể mua được vé IEO trong đợt này. Có nghĩa là tất cả các bạn cùng tham gia cùng claim vé thì nó chỉ random cho một cái số lượng token nào đó thôi, một số lượng vé nào đó những cái người tham gia. Và nếu mà bạn may mắn thì bạn có thể mua được IEO ở cái giá đó. Còn nếu mà cái vé của bạn trượt thì các bạn không thể tham gia được cái chương trình IEO cho cái đợt mở bán token Gini này. Ok, tiếp theo mình sẽ đưa ra về cái thông tin về thể lệ cũng như là các cái mốc thời gian để các bạn chú ý nhé. Đầu tiên, chương trình sẽ bắt đầu triển khai và các bạn cần phải nắm giữ được cái token MX tối thiểu là 100 đồng token MX từ 23:00 ngày 11 tháng 1 năm 2021 đến 23 giờ, cũng là 23 giờ đấy,
ngày 16 tháng 11 giờ Việt Nam, và hôm nay đang là ngày mùng 10 tháng 11, có nghĩa rằng là đến ngày mai nó mới bắt đầu tính cái số dư nắm giữ của MX. Và các bạn lưu ý rằng trong khoảng thời gian khởi động này sẽ được sử dụng để giải thích về quy tắc tham gia và hoạt động của MX Lampard trong thời gian nắm giữ. Đấy, cái đoạn màu chữ màu đỏ này các bạn chịu khó đọc một chút nhé. Và trong cái đặc biệt là trong cái khoảng thời gian khởi động từ ngày 11 tháng 11 cho đến ngày 16 tháng 11 này, các bạn lưu ý là các bạn hold được từ 100 MX trở lên rồi thì tuyệt đối trong cái thời gian này các bạn không bán nhé, không bán đi, không rút ra những cái đồng token MX này, để tránh cái việc là nó sẽ chụp ảnh lưu gọi là theo một cái khoảng thời gian bất kỳ bất chợt nào đó trong ngày. Thì sau tổng 5 ngày các bạn phải hold cái số lượng token này đủ 5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 16 khung giờ 23:00 đấy, thì các bạn cần phải hold được trong cái quãng thời gian đủ 5 ngày này thì nó tính trung bình trong 5 ngày. Ví dụ ngày đầu tiên các bạn hold 500 MX nhưng mà ngày thứ hai các bạn không có đồng token MX nào thì nó sẽ cộng tổng tất cả các ngày lại và nó chia đều cho 5. Nếu số dư MX của bạn mà ít hơn 100 thì các bạn sẽ không thể tham gia được cái chương trình Lampard này. Còn số lượng token để các bạn có thể tham gia thì nó tối thiểu là 100, nhưng mà về tối đa thì nó rất nhiều cái bên dưới đây. Các bạn chịu khó đọc kỹ cái đoạn này giúp mình nhé. Từ 100 đến 1.000 token MX thì các bạn sẽ được tham gia với một vé claim nhé, một vé. Và từ 1.000 đến 2.000 là hai vé, 2.000, 5.000 là ba vé, 5.000 đến 10.000 các bạn có thể tham gia được 4 vé đấy. Hold càng nhiều MX thì các bạn sẽ có cơ hội được claim càng nhiều vé. Rồi, đó là cái điều kiện để các bạn có thể tham gia. Lưu ý là cần phải hold tối thiểu 5 ngày từ ngày 11 đến ngày 16, chú ý giúp mình cái chỗ đấy. Và đây là một số cái thông tin về cái thời gian này. Thời gian rút thăm may mắn, tức là cái thời gian các bạn vào bấm vào nút tham gia để claim cái vé để sau đó nó sẽ quay và nó random số nào trúng thì các bạn sẽ được mua. Từ 15:00 ngày 17 tháng 11, tức là sau khi một ngày kết thúc giai đoạn khởi động, tức là giai đoạn hold mới kệ. Và các bạn đặc biệt lưu ý là cho đến khi mà ví dụ các bạn trúng thưởng nhé, cho đến khi các bạn mua được IEO, mua được cái đồng token Guinea này, thì các bạn làm ơn trong giai đoạn này các bạn không bán đi các cái đồng token MX mà mình đang có. Và các bạn cũng nên chuẩn bị sẵn thêm một chút USDT nữa để khi mà trúng vé thì chúng ta có thể dùng USDT đấy để chúng ta mua cái IEO, cái đợt mở bán IEO đợt này. Mình nhắc lại về cái vấn đề thời gian để các bạn vào chương trình để các bạn tham gia thì các bạn hold từ ngày 11 đến ngày 16, 15 giờ tức là 3 giờ chiều ngày 17 tháng 11 đến 12 giờ 59 phút tức là 1 giờ chiều ngày 18 tháng 11, tức là nó chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày, cái thời gian bốc thăm vé này nó chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày nhá. Các bạn lưu ý và nếu cần thiết các bạn đặt luôn cái báo thức đi, đặt luôn cái báo thức là 15:00 ngày 17 tháng 11. Đấy, để các bạn đến giờ các bạn vào và các bạn bấm vào nút tham gia để claim được cái vé, cái dãy số ngẫu nhiên của mỗi người, và sau đó thì dãy số đó sẽ được quay random, ai trúng thì sẽ được tham gia vào mua IEO đợt này. Kết quả trúng thưởng thì nó sẽ được công bố vào lúc 17:00, tức là 5 giờ chiều trong ngày 18 tháng 11 luôn. Thời gian khấu trừ tài sản là 18:00 ngày 18 tháng 11 đấy. 5 giờ thì công bố và 6 giờ người ta là khấu trừ tài sản, và tức là những người nào trúng thì nó sẽ khấu trừ tài sản để trả lại cái token Guinea này cho các bạn theo tỷ giá của cái giá IEO của sàn. Và giá cụ thể bên dưới đây, số lượng token bán ra trong cái đợt mở bán IEO đợt này chỉ có 250.000 token thôi nhá. 250.000 token đấy. 250.000, và giá IEO thì nó là 0.8 đô cho mỗi một token. Đấy, thì lúc mà các bạn trúng thì nó sẽ tự động tính ra và khấu trừ. Còn một token, một vé trúng thưởng được phân phối tối đa chỉ có 50 Guinea thôi. Và tổng cái số vé được trúng thưởng trong đợt này nó là 5.000 vé. Ok, 5.000 cũng tương đối nhiều đấy. Anh em tham gia biết đâu lại x20, x30 đúng không ạ? Bỏ ra tính ra 50 token đúng không ạ? Và cụ thể ở đây là chúng ta sẽ lấy 50 nhân cho 0.8 thì nó ra đâu đó khoảng 40 đô đúng không ạ? Mỗi một vé trúng thưởng có thể mua được tối đa là 40 đô. Ví dụ sau này khi mà new list lên nó x2, các bạn bán được ở cái giá là x20 chẳng hạn, x20 lần so với cái số tiền mà mình bỏ vào, thì các bạn lấy 40 nhân cho 20 thì nó ra tận 800 đô cơ. Nếu mà ngon ăn thì các bạn có thể kiếm được ngưỡng đấy, tầm 800 đô gì đó. Ok, thì đó là các cái vấn đề về thể lệ cũng như là các vấn đề về điều kiện cũng như là thời gian để chúng ta tham gia cái chương trình này. Còn thêm một số thông tin chi tiết ở bên dưới, thời gian nhận vé các thứ thì các bạn chịu khó đọc thêm nhé. Ở trong này thì các bạn lưu ý giúp mình là đầu tiên đó là các bạn cần phải hold được số lượng MX tối thiểu là trên 100 MX, kéo dài từ ngày 11 đến ngày 16 và đến khung giờ, đặc biệt là cái khung giờ 15 giờ ngày 17 tháng 11 là các bạn cần phải vào bấm, bởi vì các bạn hầu có cả triệu token mà các bạn không đến giờ này các bạn không vào bấm thì các bạn sẽ không nhận được cái dãy số random, thì kể cả các bạn có hầu có 1 triệu token MX các bạn cũng không được gì cả.
Ok, đó là những cái nốt quan trọng nhất trong cái video đợt này cho các bạn. Nếu cần thiết các bạn cài luôn báo thức, nếu đã Home OS rồi thì các bạn cài luôn báo thức giúp mình nhá. Rồi, xong rồi thì các bạn nếu khi mà tham gia thì các bạn sẽ tham gia ở đâu? Các bạn mở app lên và ngay ngoài trang chủ đây nó có một cái menu đó là LANPAD. Các bạn kích vào đây giúp mình. Tất nhiên là bây giờ thì vào thì nó chưa có đâu, nó vẫn còn cái CBX đợt cũ thôi, còn cái mới này nó chưa cập nhật. Thì đợi đến ngày 10, gần sát đến ngày 17, 15 giờ ngày 17 tháng 11 thì các bạn vào đây và bấm vào cái những cái chương trình, tìm đúng cái chương trình Gini và các bạn bấm vào và sau đấy bấm nút tham gia giống như mở đây thôi. Các bạn nếu mà bạn nào còn chưa biết tham gia cái LANPAD này, tốt nhất cứ xem một video hướng dẫn về mở đây. Mình đã có rất nhiều video mở đây lên trên kênh YouTube Hồ Quang Hiển Vlog rồi. Thì cái hình thức của LANPAD nó cũng tham gia tương tự giống như mở đây thôi, nó không có gì khác cả. Mỗi về cái thể lệ nó khác nhau một chút thôi và về cái chất lượng token thì nó cũng khác nhau. Ok, xin chúc tất cả các bạn sẽ thành công với chương trình LANPAD số thứ 2 của SANMEX. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Hãy subscribe kênh và thông báo để nhận được những video mới nhất đến từ kênh YouTube của mình.